các loại sữa được làm từ đậu á thì thường rất là ngon và tốt cho sức khỏe luôn. Vì vậy á, thì hôm nay kênh Món Ngon Cô My sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm sữa đậu xanh, sao cho ly sữa của mình á, nó thơm ngọt, bổ dưỡng, mát lành để gia đình cùng thưởng thức. Nếu các bạn xem và thấy thích á, thì mình mời các bạn xem tiếp nha. Để làm được món sữa đậu xanh này á, thì ở đây mình có 300g đậu xanh. Đậu xanh này mình chọn loại đậu xanh đã tách vỏ. Các bạn chọn loại đậu ngon, không bị sâu lép là được. Các bạn cũng có thể nấu sữa bằng đậu xanh nguyên vỏ cũng được. Đậu xanh khi rửa sạch rồi á, thì mình sẽ cho nước vào để ngâm. Mình sẽ ngâm đậu trong vòng 4 tiếng để cho đậu mềm và sẽ nhanh chín khi nấu. Đậu đã ngâm được 4 tiếng á, thì mình đem đậu đi rửa sạch lại lần nữa. Đậu sau khi mình đã rửa sạch sẽ rồi á, thì mình sẽ cho vào nồi để đi nấu. Cho vào 600ml nước. Mình sẽ nấu đậu cho đến khi nước này đặc lại, đậu nó mềm thì mình tắt bếp. Đậu mình chín như vậy là được rồi, mình tắt bếp được rồi đó. Tiếp theo thì mình có 50g lá dứa. Các bạn mua loại lá dứa già một chút á, thì sẽ có mùi thơm với lại màu nó sẽ đẹp hơn lá dứa non. Bây giờ thì mình sẽ đem lá dứa này đi cắt nhỏ ra. Mình cho vào máy 200ml nước. Sau khi xay xong thì mình sẽ lượt qua rây để lấy phần nước lá dứa. Sau đây là tất cả phần nguyên liệu mình chuẩn bị để nấu sữa đậu xanh. Mình có 300g đậu xanh mình đã nấu chín, 200ml nước lá dứa, 1,4 lít nước lọc, 440ml sữa tươi có đường. Nếu như các bạn không thích ngọt á, thì có thể thay bằng sữa tươi không đường hoặc là thay bằng nước cốt dừa cũng được. 1/2 muỗng muối. Muối này thì sẽ giúp cho sữa của mình nó đậm đà hơn. 1 hộp sữa đặc có khối lượng là 380g. Với 300g đậu xanh á, thì mình nấu cùng với hơn 2 lít nước, gồm có nước lọc, nước lá dứa và sữa tươi. Sau đây á, thì mình sẽ đem đậu xanh đi xay nhuyễn. Với 300g đậu này á, thì mình sẽ chia ra 2 lần để xay. Phần nước còn lại mình sẽ bỏ qua một bên để xíu nữa mình tiếp tục sử dụng.
Để sữa khi uống có cảm giác mịn màng á, thì mình sẽ lọc qua rây. Tiếp theo thì mình sẽ cho lượng nước còn lại vào luôn. Rồi đến 440ml sữa tươi có đường. g sữa đặc. ml nước lá dứa. Cuối cùng là 1/2 muỗng muối. Rồi bây giờ mình sẽ đem sữa lên bếp để nấu. Khi nấu thì các bạn nấu với mức lửa nhỏ và thường xuyên khuấy để sữa mình nó không bị cháy ở dưới đáy. Trong lúc nấu thì mình sẽ hớt những cái phần bọt ở phía trên để cho sữa của mình nó được trong và ngon hơn. Mình sẽ nấu sữa trong khoảng thời gian là từ 3 đến 5 phút, cho sữa sôi bừng lên là được rồi. Nấu quá lâu thì sẽ làm đi mất hết chất dinh dưỡng ở trong sữa. Khi tắt bếp rồi thì các bạn nếm thử xem đã phù hợp với khẩu vị của gia đình chưa. Đậu xanh cũng đã nguội thì mình sẽ múc ra ngoài một cái ca. Cái ca này nó có cái miệng để mình dễ gót vào chai. Các bạn nhớ là trước khi gót á, chai của mình phải thật khô ráo để bảo quản sữa được lâu. Sữa này á, mình để ở trong ngăn mát tủ lạnh á, thì có thể uống được đến 3 ngày luôn đó. Mùi rất là thơm luôn đó các bạn. Sữa đậu xanh này thì rất là dễ làm luôn đó. Mình cho trẻ em hoặc là người lớn tuổi uống thì rất là thích luôn. Uống sữa đậu xanh vào những ngày nóng nực á, sẽ giải khát cho gia đình, vừa ngon mà lại vừa bổ nữa. Sau khi ăn sáng xong mà uống vào thêm một ly sữa đậu xanh á, thì sẽ giúp cho các bạn tràn đầy năng lượng cho một buổi sáng luôn đó. Sữa đậu xanh rất là ngon luôn, có vị thơm của đậu xanh và lá dứa, cùng với đó là vị béo của sữa tươi và sữa đặc. Vậy là cách nấu sữa đậu xanh của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ đến cho mọi người cùng biết. Và hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận thông báo về những video sau của mình sớm nhất. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!